Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Honda Fusion-L đời 2006, sườn xám luôn nha các bạn. Đó, Honda Fusion-L 2006. Xe này thì được cái còn rất là liền lạc, còn viên hết tất cả luôn, đầu nồi chưa rớt luôn, nước sơn zin luôn, xe chính chủ luôn, mua về chỉ việc chạy. À, bình đề đầy đủ, máy móc nghiệp ru. À, nước sơn còn khá là sạch sẽ. À, xe này mà còn đầu nồi chưa rớt thì các bạn các chị đi thì nó yên tâm. Các bạn thấy nó dơ vậy chứ mà là còn nguyên zin nha. À, tại vì không có rửa gì thì các bạn các chị cứ tới, các bạn các anh chị có thể mở ra kiểm tra các kiểu luôn. Đó. Nếu mà zin thì mình mua, không zin thì mình không mua. Đó. Quay như vậy thì các bạn các anh chị cũng biết là chất lượng em nó vừa thật vừa thật. Thì các bạn các anh chị cứ nói chung là mình bỏ đồng tiền ra mình cứ kiểm tra thật kỹ, không cần phải tin lời người bán người ta nói gì hết. Quan trọng là các bạn các anh chị cảm thấy nó hài lòng, gửi thử cái xe, nhìn cái xe, mình chạy cái xe nó có ngon, nó có vừa ý mình hay không, đem vô hãng test nghiêm chỉnh đàng hoàng, hoặc là dẫn anh em thợ thầy theo kiểm tra. Em này mang biển số 59E177022. Đó, máy móc là bình đề đầy đủ, nó đề phát mồm nổ nè các bạn. Đấy không? Đó, nổ gan tư nhiễm như. Đó, và với một cái chiếc xe Honda Fusion-L đời 2006, chính chủ, đầu nồi chưa nớt, đầu nồi chưa rớt, nước sơn zin. Đó, bao thử, bao test, bao ký giấy sang tên liền. Thì mình mong muốn bán với giá là 20 triệu 700. Và chừng nào khi mà ký giấy tờ xong mới nhận thanh toán là sau cùng. Và khuyến khích các bạn các anh chị hãy cho anh em thợ hay là người nhà đi lên kiểm tra cho yên tâm nha. Rồi, em xin cảm ơn.